Xin chào quý vị các bạn, hôm nay Máy Trung Quốc.com lại giới thiệu các bạn một cái sản phẩm máy điều hòa dành cho xe tải sử dụng điện ắc quy. Cái loại này thì nó là loại mà lốc ở ngoài các bác nhé, lốc và hệ thống điều khiển bên ngoài, dàn nóng mỏng hơn, dàn lạnh thì cũng giống như cái bộ phận kia, nhưng mà cái dàn nóng của nó sẽ gọn hơn, mỏng hơn, chú bác có thể lắp ở nhiều vị trí khác nhau. Đấy, ống giác co đầy đủ. Một cái bộ này thì sẽ bao gồm cái lốc ở phía bên ngoài và tất cả cơ cấu thiết kế cũng giống như cái bộ em vẫn thường bán, là hai cục nóng và lạnh riêng. Nhưng cái này ưu điểm là nó mỏng và cái diện tích của dàn nóng nó nhỏ hơn, nên chúng ta có thể lắp vào nhiều vị trí khác nhau trên xe. Mà loại này với kích thước vô cùng nhỏ và đơn giản, mỏng có thể lắp ở ngoài xe hoặc là nhiều loại máy đơn giản hơn, và lốc mình có thể lắp riêng biệt. Đây là cấu tạo về cái sơ đồ lắp của nó. Lốc sẽ đi lén khí đi qua dàn nóng làm mát, sau đó chuyển đến dàn lạnh và hồi về lốc. Đây là cái sơ đồ cấu tạo đơn giản của nó. Bộ phụ kiện đi theo gồm ống nóng và ống lạnh đều có giác co, dây điện và những bình ga R134A chống sốc. Và hệ thống ống thoát cũng như điều khiển và ốc vít băng keo, tất cả mọi thứ đều đầy đủ cả. Các bác mua về thì lắp rất là đơn giản thôi, không có gì khó cả. Đây là một số cái hình ảnh em đã lắp trực tiếp ở trên xe đầu kéo, xe tải. Đấy, lắp rất đơn giản và vị trí lắp không ảnh hưởng, không cần phải lắp ở những vị trí mà nó rất tốn diện tích. Chỉ cần diện tích mỏng, dày khoảng độ 15cm là có thể là lắp được rồi. Đấy, những loại máy thì lắp ở nhiều vị trí khác nhau. Đấy, bộ hệ thống điều khiển của nó thì chúng ta có thể lắp ngoài, tản nhiệt rất là mát. Đây là cái loại máy lạnh inverter các bác nhé. Đấy, sử dụng cái bộ phân tần biến tần để cho nó điều khiển tốc độ động cơ lên, rất tiết kiệm điện. Sử dụng điện 12V và 24V thì đều có loại máy riêng. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với số điện thoại trên hotline hoặc vào máy trung quốc.com để xem. Cảm ơn các bác.